Chính quyền Việt Nam và Campuchia đạt thỏa thuận để tiếp tục tìm kiếm hài cốt các binh sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh Campuchia, báo Khmer Times đưa tin hôm 18 tháng 10. Tờ báo dẫn lời phó thống đốc Chief Vichek cho biết là hội đồng tỉnh Bria Sihanouk của Campuchia và chính quyền tỉnh Kiên Giang Việt Nam đã ký thỏa thuận trong một buổi họp tại hội đồng tỉnh Bria Sihanouk ngày hôm trước nhằm mở rộng hợp tác trong việc tìm kiếm và hồi hương hài cốt của các binh sĩ mà phía Việt Nam gọi là quân tình nguyện đã nằm xuống trên chiến trường Campuchia. Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, phía Việt Nam hợp tác không những với tỉnh Sihanouk mà còn với nhiều tỉnh khác như Cô Con, và Kep trong nỗ lực tìm kiếm hài cốt binh sĩ Việt Nam và đã khai quật được hài cốt của 2.000 binh sĩ. Ít nhất có 55.000 quân nhân Việt Nam tử vong và một con số tương đương bị thương. Theo các số liệu do ông Lê Khả Phiêu, lúc đó là phó chỉ huy trưởng các lực lượng Việt Nam ở Campuchia, tiết lộ với báo chí quốc tế năm 1988. Việt Nam đưa quân sang Campuchia vào cuối năm 1978 để lật đổ chế độ diệt chủng của Pol Pot và rút quân ra khỏi Campuchia vào tháng 9 năm 1989.